Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây là chiếc điện thoại Realme 7i nha. Thì chiếc điện thoại Realme 7i này thì nó là chạy chip Snapdragon 662 và RAM 8/128 nha. Thì trước khi mà vào test game Liên Quân Mobile thì mình sẽ nói qua về cái này nha. Thì bản trước thì mình chơi Liên Quân Mobile, nó ở cái bản trước là nó có cái giao diện cũ á. Thì là sau khi mà Liên Quân cập nhật lại một cái file 8MB hay là đến 12MB gì đấy là nó sẽ chạy lại cái giao diện mới và nó ấy hơn nha. Thì cái bản trước thì mình chơi game nó mượt ngon, còn cái bản này thì mình chưa test được, nhưng bây giờ mình sẽ test các bạn luôn nha. Thì đầu tiên là các bạn có thể thấy là con Realme 7i này có thể set được đồ họa cao nhất là đồ họa cao nha, và thiết lập 60fps nhé, không thể bật cao hơn được nữa nha. Đấy, và cái chip của nó 662 này đánh giá cũng khá là ổn thôi, nó cũng không quá mạnh đâu. Đấy, nhưng mà được cái nó có RAM 8/128 thì nó thoải mái hơn, đỡ bị tràn RAM, đỡ bị đầy RAM. Thì trong cái video trước ấy, thì là mình review ấy, thì là cái con Samsung của mình nó quay lại A52s 5G, quay lại cái con này ấy, thì là nó bị tối một vài chỗ nha. Thì các bạn thông cảm nha, thì mình đánh giá là cái phần mềm quay video của Samsung thì hơi tệ nha. Còn bây giờ mình đang dùng 8 Plus để quay thì các bạn có thể thấy là cái nền sảnh này nó sáng và nó không bị tối, nó không bị sập xuống tối xuống, mà Samsung quay thì nó cứ bị sập đen cái màn hình xuống, nó tối xuống, hoặc là nó bị tối cái nền sảnh này luôn. Nhiều khi mình quay cái mặt lưng này ra cái là tự nhiên nó tối òm luôn. Đây thì mặt lưng của nó các bạn nhìn thấy là khi mà quay bằng quạt 8 Plus thì nhìn nó rất là bóng và nhìn nó khá là hiển thị lại khá là đúng nha. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện test Liên Quân Mobile luôn nha. Đây. Sẽ vào trận luôn. Đây. Xem con chip 662 này chơi game mượt không nha. Ở cái bản cũ mà cái giao diện cũ thì mình chơi game mình thấy khá là ổn, khá là mượt nha. Còn sang cái bản này mới thì nó cập nhật lại giao diện mới với lại các thứ thì không biết là nó có mượt hơn hay không. Cái này là nó chỉ là cập nhật một file nhỏ, nhưng mà Liên Quân đã bắt mình tải lại hết các dữ liệu, ví dụ như là mỗi thứ tải thêm hai mấy MB gì đấy nha. Ví dụ như tướng trong trận này, tư ở trong trận các thứ tải mỗi thứ hai mấy MB lận đấy. Rồi ngôn ngữ thì các thứ thì phải tải thêm. Đây. Cấm chọn. Thì với cái màu sắc hiển thị trên con Realme 7i này, các bạn thấy là màu sắc hiển thị cũng rất là sáng, rất là tươi nha. Được có mỗi cái là chất lượng của nó thì không được cao lắm, tại vì nó là HD cộng, nhưng mà nó cũng đã sáng và tươi rất là nhiều rồi. Đấy. Cái camera các thứ 64MP các thứ chụp ảnh thì nó cũng gọi là bình thường thôi nha, nó cũng không gọi là đẹp quá đâu nha, tại vì cái dòng này nó cũng không phải là cái dòng gọi là cao cấp quá đâu nha. Nhưng mà mình không thể ngờ được là cái con này nó là một cái sản phẩm ra cũng khá là đắt tiền, mà cái phần mềm cái ưu của nó mình đánh giá cũng không được ngon cho lắm, và cái chip xử lý của trên cái máy cũng khá là yếu đấy. Giúp mình chọn theo anh nát nào. Tất cả mấy cái tướng này chưa đủ thông thạo hết luôn. Còn mỗi thêm là đủ thông thạo thôi. Rồi đành để chữ thêm đây. Chứ giờ làm gì còn trang phục nào nữa, là còn tướng nào FP để chơi được đâu. Cái thì cấm, cái thì chưa đủ thông thạo sao mà chơi được. Thế này mình cầm hồi máu đi, chứ cầm cái kia đi cũng không ấy. Các bạn thấy là màu của nó hiển thị trên màn hình của con Realme 7i này nó cũng hiển thị khá là ổn. Cái chất lượng nó thì cái màn hình HD cộng bây giờ mà Realme với Oppo làm cũng khá là tốt nha, nhìn nó không bị xấu quá như ngày xưa nha. Ngày xưa nó sẽ có điểm rỗ, còn nhìn bây giờ nó đỡ rỗ hơn, nhưng mà cái chữ các thứ, cái font chữ thì nhìn nó vẫn hơi le một tí nha. Đấy, còn về hiển thị độ sáng các thứ, mình thấy con này có cái độ sáng hiển thị cũng rất là cao. Con này đợt lúc mới ra cũng đắt tiền lắm mà không có loa kép và các thứ, nhưng mà chip thì cũng hơi yếu một tí, nhưng mà được cái là nó có cái phần mềm tối ưu nó khá là tốt. Đấy. Để pin các thứ, màn hình nó làm nó khá là tốt, về loa các thứ mình đánh giá nó khá là to mà hay đấy. Ví dụ như mình mở tầm 60% âm thanh này, các bạn nghe nó cũng đã đủ to lắm rồi. Đấy, pin của nó các bạn thấy đang còn là 82% nha. Còn không biết cái trận game này nó hao bao nhiêu phần trăm pin nha. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận.
Thì cái bản trước mình test thì mình thấy là cái con này nó chơi ở cái mức độ vạ cao thì nó vẫn khá là mượt. Lâu lâu ra tranh thì nó vẫn drop FPS xuống 4x, nhưng mà nói chung là về tổng thể thì nó vẫn ngon. Còn cái bản này thì không biết sao nha. Bản này bây giờ mình test thì bây giờ các bạn thấy vẫn đang là 60 FPS nhé. Thì cái giao diện đồ họa cao của nó thì các bạn thấy là cũng rất là đẹp. Đấy, nhưng mà nhìn nó hơi ảo một tí thôi. Mà hình của nó là HD cộng như đấy, các bạn thấy FPS nó xuống 54 rồi kìa. Một pha xuống 54 mà không giao tranh gì nhiều. Ôi thôi, 47 kìa. Ừ. 54 FPS nó 47. Nó có tụt xuống nhưng mà nó lên lại ngay nha, à, khá là ổn thôi, nhưng mà nó vẫn cảm giác một cái gì đó tụt FPS gây ra cái hiện tượng lag nha. Mình vuốt xuống lại đi vuốt lên lại chạy lên kìa. Máy của nó thì cũng chỉ nóng lên nhẹ thôi nha các bạn, ấm lên nhẹ thôi chứ không có nóng nha. Và cái mồ hôi tay của mình nhìn nó ra cũng khá là nhiều. Cảm giác hơi nhợt nhợt. Mình đang chơi trong cái điều kiện là không quạt gió gì hết đâu nha các bạn. Thời tiết bình thường mà hơi nóng một tí. Đấy các bạn thấy không, FPS nó xuống 47 rồi. Những cái pha giao tranh đông mà có nhiều hiệu ứng là nó sẽ tụt FPS rồi. Nếu mà so với cái bản trước mà cái bản mà nó chưa cập nhật cái giao diện này ấy, thì là trước khi cập nhật 8-9 MB này thì mình thấy nó ổn hơn nhiều đấy. Thì nói chung là game càng ngày nó càng cập nhật nó càng nặng lên thôi. Oh my god. Những cái pha giao tranh như vậy nó cũng khá là đông rồi nha các bạn, và cái hiệu ứng nó cũng khá là nhiều, nên là cái việc tụt FPS là không thể tránh được nha. Nhưng mà tụt sâu hay không nha. Về cái tướng tên này thì là DST cũng khá là ổn, cũng có cái chiêu đẩy cũng hơi khó chịu với kẻ địch, nhưng mà về cái độ khó chịu thì không được nhiều. Và cái thứ hai là về cái cơ động của nó, chiêu các thứ cũng không được tốt lắm. Về cái nhiệt độ của máy thì bắt đầu cái mặt kính ở trên mình thấy nó hơi nóng lên rồi các bạn ạ. Nói chung là máy chơi game thì đến giờ thời điểm hiện tại vẫn chơi game gọi là khá là mượt, tương đối là mượt. Mà cái chip 6.2 trên con này tôi cũng khá là ngon rồi. Nhưng nếu mà trên mấy cái con Redmi 9T hoặc mấy con máy khác là nó khá là dởm đấy. Một con Redmi này nó ra lúc nó cũng 5-6 triệu hay 7 triệu gì đấy cũng khá là đắt rồi. Nhưng là nó phải tối ưu phần mềm sao cho nó xứng đáng với tầm tiền của nó thôi.
Oh my god. Đấy các bạn ấy pha vừa rồi thì nó tụt xuống 54 55 FPS nhé. Nhìn chung thì máy này chơi game thì nó chung là cũng khá ổn thôi, nhớ điểm mượt thì nó cũng không gọi là quá mượt đâu. Tem thì đang có rất là nhiều người AFK rồi, không biết là mấy người AFK. Ủa sao bị đơ luôn này, ủa sao chạy bộ luôn này, đơ hết rồi, bình thường lại này. Ủa lại chạy tiếp đây này, rồi tự nhiên mạng bị vậy. Thì nhiên mạng của mình có ai gọi hay sao nó ngắt rồi kìa. Mạng đã ổn định, nãy các ai gọi nháy máy gì đó nó bị lag, nó sụt FPS các bạn. À nó lên ping mạng hơi cao. Hiện tại đã ổn lại rồi. Về cái mặt lưng của nó thì mình thấy nó cũng nóng lên khá là nhiều, nhưng mà không nóng quá, khá là nhiều so với lúc bình thường thôi. Còn điểm nói là nóng quá thì cũng không đâu. Con này đi là nó đang khoảng tầm độ 37-38 độ thôi. Nếu mà cái lưng, mặt lưng của nó gần khu vực camera nha. Còn về hiệu năng nãy giờ chơi game thì cũng tương đối ổn, tương đối thôi nha. Lâu lâu ra tranh thì đông thì nó vẫn tụt FPS này, như những cái pha này 54-55 FPS này, mà cái hiệu ứng nó cũng khá là nhiều. Nên mình cứ bấm đầu hàng thôi. Đấy, hai người AFK còn có ba người thôi. Trận này thì chắc chắn là khả năng là có nguy cơ cao, thua là cao rồi, tại vì AFK gần hết những cái đội lực lượng quan trọng của team rồi. Nhưng mà mục đích chính của mình là đây cũng chỉ là test game thôi. Những cái pha giao tranh đông như vậy, mình cứ vào giao tranh đông như vậy để cho các bạn xem cái FPS nó như thế nào thôi. Thì nói chung là về cái FPS của nó thì cứ đông quá thì nó cũng tụt xuống thấp nhất là cũng 47-48 rồi, nhưng mà nó lên lại cũng rất là nhanh. Và có đa số là nó chỉ tụt những cái pha giao tranh vừa vừa thì là 55-57, không tụt nhiều đâu. Cái đồ họa này mình nhìn thấy cái đồ họa hiển thị như con này xong, nhìn cái đồ họa cao nó nhìn nó rất là đẹp luôn á. Mình cứ cảm giác là ảo ảo sao nó đẹp đẹp hay sao. Mấy cái bụi cỏ này không nói, nhưng mà mấy cái sông, mấy cái nước nhìn nó hơi, nó đẹp, nó thật, cảm giác nó ảo. Ví dụ những cái này nhìn nó sâu và nó ảo này, mà mặc dù là đồ họa cao không bật được HD nha. Còn mấy con này lại có bóng nha. Còn ví dụ như mà thường thường là những cái máy bên iPhone này là những cái máy hỗ trợ bật HD mới có bóng nhé. Không hiểu sao mấy con này đồ họa cao lại có bóng, mà không có một bẩn thật kiểu bóng mà nó cũng có bóng này. Ơi sao lại phi với cháu nhìn gạt ra ngoài mà. Đấy các bạn thấy FPS nó còn xuống được 39 luôn này kìa. Có pha nó xuống 39 luôn nhưng mà 44-39. Những cái pha đấy định hơi lag, cảm giác hơi khủng. Nói chung là con này để chơi game thì ở cái mức đồ họa này thì cũng gọi là tương đối thôi nha các bạn, tương đối ổn thôi. Còn nếu mà để chơi ngon thì các bạn nên hạ xuống trung bình nha. Còn cái video này của mình cũng đến đây là kết thúc nha. Thì game thì trận 10 phút thì pin nó 82 xuống 78 thì cũng hết 4% pin nha. Thì cái video này của mình đến đây là kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.